Đây bố phát sửa bụng ha. ngồi đó đấy, ngồi đó đợi cho bố phát sửa. Ôi trời ơi trời. Sao vậy? Đói bổ á? Đây này này. Đây, quả bổ này. Sao vậy? Sao vậy? Này. Có được bổ, có được bổ. Có được bổ nha. Con tìm bổ á? Hoàng ha. Xin chào tất cả mọi người nha. Hello everyone. À, lúc này thì mình có cho cả bị khỉ là ăn mì nhưng mà chỉ có Roxy ăn thôi mọi người. Ricky và Rocky là ăn rất ít nên mình sợ các bé đói bụng nên mình có pha thêm cho các bé sữa nha. Roxy ăn nó thì đang chạy chơi ở ngoài rồi nha. À, sao con ngồi đây được bộ phát sữa đó. Rồi. Này, bố mang đi uống nè. Cho uống sữa nè. Đi nào. Bám bố nào. Đi. Đi cho các bé uống sữa thêm nữa mọi người. Ricky đói phải không? Ricky ăn bia rất là ít nên có bé đói bụng đấy. Công bố đây. Mọi người có thấy là có một điểm một điểm khác biệt rất là lớn không mọi người? Đó là Ricky bây giờ là đang dừng quen với việc bú bên sữa nha. Thực sự cảm thấy rất là vui. Đúng rồi, ngầm bú, con ngầm vào miệng mà bú luôn. Đúng rồi. Ricky good. Good. Rồi, good. Thực sự rất là vui nha. Cuối cùng mình cũng đã thành công với việc là tập cho Ricky là bú bên sữa. Mọi người có thấy là bàn tay của Ricky là đã bị bấy những cái mỏng cũ ngoài rồi nha. Bây giờ ở đây là bắt đầu là đang lấy những cái mỏng mới để mọi người. Bác sĩ dặn mình là hạn chế cho Ricky là tiếp xúc với nước. Và đặc biệt là các loại trái cây ướt thì mình nên đút cho Ricky chứ không để Ricky cầm nha. Nếu mà cầm thì Ricky sẽ bị lại. Ricky đợi bố nha, bố cho anh Ricky uống sữa xong rồi cho con uống ha. Bú giỏi. Ricky bú sữa giỏi. Thế. Lúc ký đề bộ. Con bú đây. Đợi nha, đợi anh Ricky bú xong bú cho con hay. Ôi chắc cầm một tay tôi luôn trời ơi. Ricky cầm một tay của bú luôn trời ơi.
Con đợi bụng ngoài rút ký để bổ nha. Để ăn uống sữa xong bổ cho con uống. Rookie giỏi mà, Rookie thương ăn mà, đúng không? Rookie đời mà, Rookie đời ăn Ricky uống sữa xong là sẽ được uống sữa. Rookie thương Ricky mà, đúng không? Lucy ăn no thì đang bé nhảy ở ngoài ngoài sân rồi đấy mọi người. Uống đi, Ricky uống đi. Uống nhiều vào, có phải uống sữa nhiều vào mới mập được, mới béo được, mới phát triển được ha. Rookie ngoan mà, Rookie đời mà. Rookie chờ bộ tông sửa đây mọi người. À, đây đây, chờ bộ. Ngoan nè. Đây của con bên này này. Của con đây. Con đói hả? Uống từ thôi. À, bộ bằng chất kỹ. À, đây. Ricky đòi sữa hả? Con đợi bộ tí. Bộ cho em uống đã. Con uống nhiều rồi á. Là để bộ cho em uống gà em đòi bụng đã. Ricky đang đòi uống sữa đấy mọi người. Ricky bữa nay uống sữa cũng rất là nhiều nha. Mày đó mà uống cũng gần hết rồi đấy. Lúc sáng thì mình cũng đã cho các bạn ăn mì rồi. Giờ uống sữa thì cũng uống rất là nhiều. Thực sự rất là vui và hạnh phúc khi nhìn các bạn khi ăn uống rất là tốt nha mọi người. Thôi. Nghỉ ngơi một tí đã. Nghỉ ngơi một tí đã nha. Đây, tới lượt em. Tới lượt anh Ricky nào. Nghỉ ngơi đã, Ricky nghỉ ngơi một tí đã. Chết tóc. Bộ lại chết tóc ra.
này này, không được nha, hai đứa nha. Này này, Ricky, không được. Ricky phải thương Rocky nha, không được giành nhau này. Không được nha, hai đứa ôm nhau đi. Ai có phân nghệt mà, bộ có thiên vị ai đâu. Để bộ làm miệng. Mọi người có thấy là giờ Ricky rất là thèm sữa không? Uống liên tục luôn nha. Một tín hiệu rất là đáng mừng. Và hy vọng sau nhiều ngày nữa thì Ricky sẽ khỏe mạnh và mập mạp hơn nha. Uống được không? Dù đã quen với việc bú quên nhưng mà vẫn chưa bú chuyên nghiệp lắm đây mọi người. Vẫn chưa chuyên nghiệp lắm ha. Phải bú chuyên nghiệp hơn thì bú giống bú sữa mẹ vậy. Được không? Con nói chưa? Thôi à, thôi nha. Vẫn còn muốn bú tiếp hả? Thôi được rồi ha. Đây, Rocky đâu rồi? Đây này bố. Cho Rocky uống thêm một ít nữa thôi. Thôi chứ, Ricky uống rồi, thôi chứ. Sao vậy? Có một dòng sữa thôi mà, có một loại sữa thôi mà. Bên kia dùng bên này mà. Đấy. Bên này con bụi dễ hơn à hay sao? Đây được rồi. Như vậy là đủ rồi đấy, nó quá rồi nha. Này, bút chùm miệng. Điều này, chụp kì. Bút chùm miệng. Đây mọi người thì mình mới cho các bạn khí là uống sữa xong nha. Hôm nay thì thực sự rất là vui mừng khi Ricky đã có thể biết bú bình nha. Dù vẫn chưa chuyên nghiệp lắm nhưng mà bú rất là nhiều rồi. Đây. Chỉ còn chân này thôi mọi người. Bên này thì bên của Rocky vẫn còn chân này thôi. Hai bé bú cũng rất là tốt nha. Nên cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của ngày hôm nay nha. Hẹn mọi người ở những clip sau. Goodbye everyone. Thank you everyone. Goodbye. Ricky goodbye. Rocky goodbye. Rocky thank you. Ricky thank you. Bye bye.